Em chưa có điểm đúng không? Đúng. Ui. Chưa. Đó rồi, chấm trước mấy điểm á. Chơi dở quá. 1 2 2 rưỡi 3 đi, 2 rưỡi nữa. Hòa Minh Di và Hadi Quân. Lại cái bông tay nữa. Các bạn ơi, từ nay kênh Heavy sẽ đăng 5 clip một tuần. Và thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Các bạn nhớ theo dõi để đón nhận những nội dung cực kỳ vui vẻ và mới mẻ của Heavy nha. I don't know. Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Heavy. Mình là Kem Bài Tư. Mình là Kem nè. Mình là Nga Kem. Mình là Su Linh. Và hôm nay trò chơi của tụi mình đó chính là nhìn hình đoán tên người nổi tiếng. Trò gì nghe mà dễ vậy? Chắc chắn là gì không? Trời ơi, chắc luôn á, nhìn hình đoán thôi mà. Ok, vậy thì bắt đầu thôi nào. Xem có dễ hay là không. Thì trước khi vào clip, mọi người đừng quên like, subscribe kênh Heavy, Heavy Five cũng như đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Heavy nữa. Còn bây giờ thì bắt đầu. Bốn bạn sẽ nhìn hình ảnh, sau đó các bạn giơ tay để đưa ra đáp án. Đúng sẽ được một điểm. Người ít điểm nhất sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ mất mặt từ chương trình. Cực kỳ mất mặt hả? Ôi. Ok, vô. Đây, 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 MC tên thầy à, Trấn Thành và Harry Won. Đúng không? Nãy B được 1 điểm. Ủa là đoán cả 2 người hả? 2 người luôn. À. Đây. Sơn trước. Sơn Tùng với Trấn Thành. Chính xác. Ồ. Ồ, đó là Sơn Tùng hả? Nà có nghĩa không? Kia, anh tưởng Jack. Em ngồi cái mùi. Không, em tưởng ngồi cái mùi. Em tưởng ngồi cái mùi. Cái gì vậy trời? Đây. À, BB Trần và Trấn Thành. Easy. Xác, chúc mừng Kiên. Cái ai? Chà, khó dư vậy. Dễ mà, nó dễ mà. Lúc này ai bảo dễ ta? Nhảm rồi. Em bảo dễ nha đâu. Chấp trước mấy điểm rồi, Hả? It's me. Anh Kiên kìa. Trấn Thành và Hòa Minh Di. Đúng không? Chính xác luôn. Yeah. Wow. Cái gì? Quá đẳng cấp luôn. Quá chuẩn chắc. Cái gì? Thật game này, game của anh rồi. Lo trình đó thầy. Na kìa. À, Chipu và BB Trần. Wow, đúng. À, chúc mừng Na anh được 1 điểm tiếp theo. Vỗ tay! Áo chinh! Em chưa có điểm đúng không? Đúng! Ui. Chưa! Đó rồi, chấp trước mấy điểm á. Chơi dở quá. Kem kìa. Kem kìa. Sơn Tùng với Hồi Minh Di ạ. Đúng rồi. Điểm đầu tiên dành cho Kem. Yeah. Vỗ tay. À, mừng rồi. Có điểm thôi rồi, giờ mới có mừng. Quê vậy. Trời đất ơi. Kem kìa. Kem đó. BB Trần với Hồi Minh Di à? Sai. Quay. Thế có hỏi một đài kìa. Ừ nha. Nó phải nữa nha trời. Phải không? Tụi bao giờ chứ? Đúng mà, Hồi Minh Di mà. Kem trả lời chính xác. Rồi, chưa có cái bông tay kìa. Đặt điểm cho kìa. Nó nhìn mặt đâu, nó đâu có nhìn mặt đâu. Nhìn cái bông tay à. Tiếp tục nha. Đây. Hòa Minh Di và Hadi Quân. Lại cái bông tay nữa. Đúng ạ. Xin chúc mừng Kiên đã thêm được 1 điểm nữa. Lại là cái bông tay nữa. Sao mình có thể chọn hình khác không có bông tay được không? Không. Này không có bông tay. Em chứ. Đúng không? Ai trước dạ? Bên tôi chết. Sơn Tùng với lại BB Trần. À, có vẻ như Su Linh đúng hết mọi thứ về Sơn Tùng ha. Xin chúc mừng Su Linh. Quá địch. Idol. Em kìa. Sơn Tùng với lại Hay Won. Đúng rồi. Dễ vậy? Nhìn cái mặt chỗ Hay Won là nhìn ra mặt Sơn Tùng liền. Dễ vậy? Cái nét của mặt Sơn Tùng nhìn nó phát là biết mà. Nó coi clip nhiều mà, nhìn biết phát biết ngay. Dễ vậy? Chứ sao? Em đã xuất sắc. Chù, cha. Nào cái bếp rồi. Hai Won với Chipu. Nhìn hình Hai Won nãy giờ nhớ rồi, còn cái nút ruồi đây. Đơ. Cái người ta gọi là cái nét mặt á. Nhìn lại ra Chipu.
Enjoy cái moment này. Enjoy cái moment này. Ờ, bà cứ enjoy cái moment đó đi. Còn cái moment bên đây tôi lên enjoy cho. Chúc mừng, thank you mẹ. Đây ạ. Oh. Ai nhỏ Anh Tô Sì. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Ha ha, vậy là anh kêu trả lời Chibu và Trấn Thành. Còn gì để nói nữa. Xin mừng Kiên là trả lời chính xác. Ao chịt. Trời, tiếp theo ạ. Lại bóng tay. Lại cái bóng tay đây. Nhưng mà em trước Chibu với Hà Vinh Di ạ. Đại điểm nhân dạng có cái nốt ruồi với cái bông trai. Kiên phải trả lời chính xác. Chính xác. Nói rồi chấm trước mấy điểm rồi. Chu lên. Kibo với lại Sơn Tùng. Tại vì cái áo với lại cái nốt ruồi. Vâng, và các bạn đã trả lời hết đúng hết tất cả các câu ạ. Xin mời ban tổ chức chấm điểm. Hết rồi hả? Đúng. Nhanh nhở? Nhanh nhở? Em ít điểm nhất rồi. Đâu đây ra đón đếm nhiều quá. Không, có mấy câu, 3 câu à. 3 câu là nhiều rồi. Bạn tổ chức thông báo đi ạ. Giờ sao đây ạ? Ok, vậy là các bạn đã hoàn thành phần thi xuất sắc. Su Linh và Na được 3 điểm đồng hạng với nhau. Kiên và Kim cũng đồng hạng 2 điểm là 4 điểm. Ôi, thí dụ á, người ta con trai, người ta mới nhường con gái, không biết khai người này khai đúng rồi. Cái gì vậy trời? Kiên với là Kim học anh Tu Sì đi. Không biết có nhường không ta, không biết có nhường không ta. Không! Đẹp trai của xe nhất Happy đó mà không biết có nhường không nữa, trời, không biết sao nữa. Thôi nhìn cái thái độ này lại biết không rồi. Trang hình như vậy. Trang hình như vậy. Quan trọng hay là không quan trọng không, mọi người ơi. Đúng là không quan trọng hay là quan trọng. Quan trọng là người ta thể hiện cái sự ga lăng với lại con gái. Đúng đúng. Thôi Trang hình như chỉ có vậy, nói gì vậy. Đúng rồi, nó chỉ có vậy thôi. Nên là thôi bây giờ làm sao để phân thắng bại nè. Bây giờ xin mời Su Linh và Na sẽ ảnh tụ tì 3 đợt. Ai thắng 2 trên 3 thì sẽ là người không nhận hình phạt. Ok. 1 2 2 rưỡi. Ba đi, 2 rưỡi nữa. 3 2 1. 1 2 3. Ao gì? 1 2 3. Kết quả rất xuất sắc, có vẻ như là hai bạn một rồi. Lại tiếp đi. Đây sẽ là vòng quyết định. 1 2 3. Chưa nữa. 1 2 3. Còn Sula đã chiến thắng. Xin mời thì Nagime nhận hình phạt của ban tổ chức ạ. Ok. Thôi chấp nhận thôi anh Kiên à. Chấp nhận thôi, người ta đâu có nhường mình đâu, chấp nhận thôi. Sau đây là hình phạt của ban tổ chức. Na sẽ vừa nếm nước và vừa đọc bản củ chương số 9. Ok, dạ. Là vừa liếm nước á. Thuộc củ chương 9 không ta? Lâu quá em đi học quên này. Nghe được chưa? Có nước không? Có nước không? Có. À, ok, thấy rồi. Đầy hơn ạ. À. Xin mời chị Nga Game đổ đầy hơn. Vừa phải thôi chứ. Ok. Đâu, okay. Đây là hình phạt của Na. Một kiếm, một kiếm, hai người tám. Chính là hai. Chính là hai bảy, chính bốn, hai sáu. Chính là bốn lần, chính sáu là bốn. Chính bảy sáu là tám, bảy hai. Chính bốn sáu, chính mười. Ok chưa? Ok mọi người ạ, thì clip của Happy tới đây cũng đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên là like, subscribe kênh Happy, Happy Five cũng như đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Happy nữa. Và bây giờ thì bye bye mọi người. Bye. Số gì đây, số gì đây, có mấy con
tình yêu như vậy, gà người trẻ hóng, người già chơi gia nhân.